Thưa quý vị, trong tiến trình hội nhập với quốc tế, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tăng cường công tác phối hợp tuần tra chung trên biển với nhiều quốc gia từ hơn 10 năm nay. Công việc này đã đem lại nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần quan trọng vào thành công của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong nhiệm vụ giữ gìn hòa bình, ổn định trên hơn 1 triệu km vuông mặt biển và hàng ngàn hòn đảo của Tổ quốc. Chúng ta hãy cùng nhìn nhận lại quá trình hợp tác giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân các nước qua phóng sự ngay sau đây. Vùng biển phía Tây Nam Việt Nam, vùng bờ biển giáp ranh giữa hải phận của Việt Nam, Thái Lan và Campuchia. Trước kia, nạn cướp biển, tranh giành ngư trường và buôn lậu luôn là nỗi lo của ngư dân và chính quyền nhiều địa phương quản lý vùng biển này. Thế nhưng, những hoạt động tiêu cực đó đã giảm đáng kể trong 11 năm qua, kể từ khi Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Thái Lan phối hợp thực hiện công tác tuần tra chung trên vùng biển này. Không chỉ cùng với Hải quân Hoàng gia Thái Lan, Hải quân Nhân dân Việt Nam còn phối hợp tuần tra với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Và đặc biệt là từ 3 năm nay, mỗi năm 2 lần, Hải quân Nhân dân Việt Nam điều động 2 tàu cùng tuần tra chung với Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Tàu tuần tra của hai bên đi dọc vùng giáp ranh giữa vùng biển hai nước ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Mục đích của cái việc tổ chức cái tuần tra trên biển ấy là chúng ta duy trì cái trật tự an ninh trên các cái vùng biển, trao đổi cho nhau về những cái thông tin có liên quan đến trật tự an ninh trên biển như tình hình đánh trộm hải sản, chấn lột trên biển, thế và cái tình trạng buôn bán bất hợp pháp trên biển, cũng như cái thông tin về tìm kiếm cứu nạn. Đây là cái mục đích là chúng ta ngăn ngừa những cái việc đó, thế và thông qua đó thì tăng cường cái sự tin tưởng, sự hiểu biết lẫn nhau, xây dựng cái lòng tin, ngăn ngừa cái xảy ra cái xung đột trên các cái vùng biển. Ngoài công tác tuần tra chung trên biển, đến nay Hải quân Việt Nam đã thiết lập đường dây nóng với Hải quân Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Philippines và tiến tới sẽ là Malaysia và Indonesia. Đây cũng là một phương thức hợp tác đem lại hiệu quả tích cực trong việc giữ gìn ổn định, hòa bình trên các vùng biển đảo của các quốc gia trong khu vực. Song song với công tác tuần tra trên biển, hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn cũng luôn được Hải quân Nhân dân Việt Nam đặt làm một mục tiêu trọng điểm. Chỉ tính riêng từ năm 2001 đến nay, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cứu được khoảng 160 tàu thuyền và 450 người, hơn 1/5 trong số đó là người nước ngoài. Là một chiến sĩ hải quân công tác trên tàu hải quân, thì khi nhận nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển, đó là nhiệm vụ mà đã được Đảng, Nhà nước, quân đội và cũng như nhân dân tin tưởng, tin cậy, giao phó, thì chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự, tự hào để thực hiện cái nhiệm vụ đó. Nên chúng tôi không bao giờ do dự hoặc là cảm thấy chùn bước trước những cái thử thách trước mắt. Không dừng lại ở việc tự tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã lên nhiều kế hoạch hợp tác quốc tế để phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác này. Chúng ta đã thống nhất với hải quân một số nước tiếp tục trong khu vực để thiết lập cái đường dây nóng và tổ chức cái tuần tra. Hoặc là tới đây thì chúng tôi có dự kiến sẽ làm việc với Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc để kết hợp với tổ chức cái tuần tra chung, có thể là tổ chức cái diễn tập tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển, có thể là các cái hoạt động diễn tập khác như là chống cướp biển và giả phá thủy lôi trên biển. Một kế hoạch diễn tập tìm kiếm cứu nạn gần như tương tự giữa Hải quân Việt Nam và Thái Lan cũng đang được chuẩn bị. Dự kiến, kế hoạch này có thể được thực hiện vào năm tới trong đợt tuần tra chung lần thứ 18 giữa Hải quân hai nước.